Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhì. Dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trong suốt quá trình hoạt động, Ban Dân nguyện luôn quán triệt chủ trương đổi mới của Đảng, đảm bảo chức năng đại diện của Quốc hội, của đại biểu Quốc hội, phát huy dân chủ, đảm bảo quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của nhân dân, trong đó có quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh của công dân. Công tác dân nguyện đã góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cử tri và nhân dân với Đảng và Nhà nước, là đầu mối, đồng thời là một kênh quan trọng để cử tri cả nước gửi gắm nguyện vọng đến Quốc hội, Chính phủ, cơ quan tư pháp, là cầu nối để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa Quốc hội với cử tri và nhân dân, thực hiện tốt phương châm Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Ghi nhận những kết quả thành tựu to lớn đã đạt được trong suốt 20 năm qua, nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao tặng huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch nước cho Ban Dân nguyện. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Ban Dân nguyện qua các thời kỳ, khẳng định công tác dân nguyện đã thật sự là cầu nối giữa cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước với cử tri và nhân dân, được cử tri và nhân dân cả nước ngày càng ghi nhận, tin tưởng. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển và trưởng thành, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức của Ban Dân nguyện đã luôn không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thử thách, thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất trực tiếp cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo và giám sát giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Công tác dân nguyện đã thực sự là cầu nối giữa cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước với cử tri và nhân dân, được cử tri và nhân dân cả nước ngày càng ghi nhận, tin tưởng. Nhấn mạnh, Ban Dân nguyện hiện đang đảm đương khối lượng công việc rất nhiều, nhiều việc khó, liên quan đến nhiều cơ quan bộ ngành địa phương. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu những người làm công tác dân nguyện trước hết phải nắm chắc các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thật sự tâm huyết, trách nhiệm cao, công tâm, khách quan, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Đề nghị lãnh đạo cán bộ công chức của Ban Dân nguyện tiếp tục nỗ lực phấn đấu, có giải pháp để thực hiện hiệu quả, thiết thực hơn nữa công việc trong thời gian tới. Đối với việc thực hiện giám sát khiếu nại tố cáo là không phải chờ chính phủ, các cơ quan gửi báo cáo rồi xem xét, mà phải đốc thúc giám sát việc thực hiện các kiến nghị giám sát. Ban Dân nguyện phải giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ mối quan hệ với chính phủ, các cơ quan của chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc thực hiện các nhiệm vụ dân nguyện hàng tháng, báo cáo vụ việc nổi cộm để giám sát, truy trách nhiệm đến cùng, gắn với trách nhiệm giải trình của các tổ chức cá nhân. Có như vậy, công tác dân nguyện mới thực sự tạo chuyển biến, củng cố niềm tin của cử tri và nhân dân đối với Quốc hội. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ tin tưởng Ban Dân nguyện tiếp tục xây dựng tập thể trong sạch vững mạnh, quyết tâm thực hiện thành công nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của cử tri và nhân dân cả nước.